Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hải Phong Review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu điều hòa Daikin 9.000 và 12.000 đang bán trên thị trường trong năm 2022. Đối với điều hòa Daikin 9.000 BTU một chiều có inverter dòng tiêu chuẩn, đó là mã FTKA25VAVMV. Mẫu này xuất xứ tại Việt Nam. Dòng 12.000 inverter một chiều dòng tiêu chuẩn sẽ là mẫu FTK35VAVMV. Đấy là hai mẫu tiêu chuẩn của Daikin 9.000 và 12.000 đang bán trên thị trường. Những cái mẫu này thì sản xuất ra mắt năm 2021 và tiếp tục sản xuất bán trong năm 2022. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về mẫu mã, thì sang năm 2022 vậy thì Daikin vẫn chưa ra mẫu mới và vẫn tiếp tục sử dụng mẫu năm 2021. Đối với dòng cao cấp thì sẽ có điều hòa 9.000 một chiều inverter dòng cao cấp, sẽ là mã FTKA25UAVMV, và 12.000 sẽ là FTKC35UAVMV. Đấy là hai mẫu dòng cao cấp một chiều của Daikin. Chút nữa mình sẽ phân biệt dòng cao cấp và dòng tiêu chuẩn sẽ khác nhau ở điểm gì cho các bạn dễ hình dung. Cả dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp một chiều inverter thì đều xuất xứ tại Việt Nam, bảo hành 1 năm toàn máy và 5 năm cho máy nén. Một số các bác và các anh chị muốn tìm dòng điều hòa Daikin xuất xứ ở Thái Lan thì mình sẽ có mẫu điều hòa Daikin một chiều thường không có inverter. Thì hai cái mẫu điều hòa Daikin một chiều thường không inverter của 9.000 và 12.000 sẽ xuất xứ tại Thái Lan. Mã sản phẩm 9.000 sẽ là FTF25UV1V và 12.000 sẽ là FTF35UV1V. Đấy thì hai mẫu sẽ không có inverter, sẽ xuất xứ tại Thái Lan, bảo hành cũng 1 năm toàn máy và 5 năm cho máy nén. Ngoài dòng một chiều thì dòng hai chiều, mẫu 9.000 hai chiều có inverter của Daikin sẽ là mẫu FTHF25VAVMV và mẫu 12.000 là FTHF35VAVMV. Đây là mẫu điều hòa hai chiều có inverter của Daikin. Thì quay trở lại với vấn đề dòng tiêu chuẩn của Daikin và dòng cao cấp khác nhau ở điểm gì. Mình sẽ phân biệt cho bạn dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp của Daikin. Thì dòng cao cấp khác nhau ở một điểm. Thứ nhất, đó là dòng cao cấp thì có thêm mắt thần cảm biến thông minh. Mắt thần cảm biến thông minh sẽ giúp máy phát hiện số người ở trong phòng và điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với số lượng người trong phòng. Nếu như mắt thần quét trong phòng không có người trong vòng khoảng 20 phút thì máy sẽ tự động tăng nhiệt độ trong phòng lên, và để làm giảm tốc độ vòng quay của máy nén thì sẽ giúp tiết kiệm điện hơn. Và điểm khác biệt thứ hai ở dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp của Daikin, đó là mức giá. Thì dòng cao cấp thường chênh lệch cao hơn, giá sẽ cao hơn so với dòng tiêu chuẩn khoảng 500-600 nghìn. Ví dụ như là dòng 9.000 một chiều có inverter tiêu chuẩn của Daikin bên em đang bán với mức giá là 9.690.000 tặng trọn gói công và tư lắp đặt. Còn dòng 9.000 một chiều inverter cao cấp thì có mức giá là 10.180.000 tặng trọn gói công và tư lắp đặt. Thì hai mẫu này chênh nhau khoảng 500.000.
tương tự với mẫu dòng 12.000 cao cấp và tiêu chuẩn, thì hai mẫu chênh nhau khoảng 600-700.000 thôi. Dòng 12.000 một chiều khối meter tiêu chuẩn sẽ là 11.650.000 tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt. Còn dòng 12.000 một chiều meter cao cấp có giá là 12.250.000 tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt. Ngoài hai điểm khác biệt nêu trên thì cả dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp các tính năng còn lại đều giống nhau. Có phin lọc Apatit Titan, Enzyme Blue giúp diệt khuẩn chấm ẩm mốc, chống mùi và lọc được cả bụi bẩn PM2.5. Có hệ thống thổi gió Quanda giúp thổi tản hơi mát dọc theo trần nhà, không thổi trực tiếp vào người, giúp cho người sử dụng cảm giác rất là dễ chịu. Và đặc biệt là hệ thống chạy của điều hòa Daikin rất là êm, cả dàn lạnh và cục nóng đều chạy hoạt động rất là êm, gần như là các anh chị các bác khi mà sử dụng Daikin phản hồi rất là tốt về độ êm của máy. Ở trên đây em đã giới thiệu những mẫu điều hòa Daikin dòng 9.000 và 12.000 đang bán trên thị trường trong năm 2022. Nếu thấy hay các bác hãy nhấn theo dõi kênh để xem những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn các bác.